Dạ xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh xe tải của Tô Phú Mến, nhánh Đồng Nai. Em là Sơn. Thì hôm nay bên em là có một cái dòng xe mới nó vào thị trường Việt Nam ha. Thì cái dòng này được bên em nhập vào cuối năm 2022. Đây là cái dòng Volvo Max. Cái dòng này thì như quý vị biết á, dòng Volvo ở bên Việt Nam không có sai lạ gì hết. Mình có rất là nhiều cái đơn vị cung ứng ha. Bimit rồi TMT rồi các cái đơn vị Thaco họ cũng làm. Nhưng mà cái dòng này đặc biệt một cái á, đó chính là cái dòng này là dòng mà cái người bản địa, người nội địa của Trung Quốc người ta đang xài. Đó là dòng Volvo Max. Thì cái dòng này quý vị thấy là cái cabin, quý vị em chiếu cho quý vị xem cái cabin. Thứ nhất là cabin rất đồ sộ ha, rất đẹp, rất hầm hố. Nếu như mà quý vị nào mà chở hàng mà gọi là cần một cái cabin nó đẹp giống như một cái GoRobot thì đây. Đây ha, một cái xe đáp ứng được cái nhu cầu thẩm mỹ và cái mỹ quan của khách hàng. Cái xe thì tập đoàn Volvo thì như quý vị biết rồi, đây là cái tập đoàn mà chắc chắn là với ai mà ưa chuộng xe thì mình sẽ biết là cái tập đoàn Volvo là tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc về xe tải nặng ha quý vị ha. Đó, mặt trước xe thì nó sẽ trang bị là một cái logo xe CNHTC, là cái này là cái thương hiệu của cái nhà máy Volvo ha. Đó, phần mặt trước là sẽ có cái ga lăng phân tầng ha. Thì ga lăng phân tầng là hầu như các cái mẫu xe 5 chân nó đều sử dụng hết. Nhưng mà ở Volvo Max thì chúng ta thấy là nó làm rất là chỉnh chu, rất là đẹp ha quý vị, rất là đẹp mắt. Và phần này nó cũng rất là cứng cáp ha quý vị nha. Đó, xen đan xen giữa màu trắng, màu đen. Và ở đây chúng ta có một cái giải mạ chrome thì nó sẽ khiến cho cái cabin của chúng ta nó có thêm vần sáng ha. Đẹp hơn rất là nhiều. Còn phần phía dưới này chúng ta sẽ có phần cản này. Cản này là cản bằng sắt nha quý vị. Cản này cản bằng sắt đó. Đó, rồi quý vị sẽ có một số cái option ở trên này ha. Đó, rất là tiện nghi. Rồi cái phần mà đáng quan tâm nhất là chính là cái phần này ha. Phần đèn. Cái cụm đèn của xe thì như quý vị biết là cụm đèn của xe khi mà bật lên chúng ta sẽ có một cái dải như vậy. Đó, dải đèn LED xung quanh cái xe. Đó, LED nó thì em sẽ bật lên cho quý vị xem. Hoặc là bây giờ luôn. Hoặc là bây giờ em sẽ bật lên. Cái dải đèn LED rất là đẹp ha, rất là đẹp đó. Thì song song giữa cái đèn LED như vậy ha quý vị ha, mình sẽ có hai cái đèn là đèn projector ha quý vị. Cái đèn này là nó có beagle lồi, thì quý vị thấy nó tôn lên cái đẳng cấp của cái xe ha, cái xe mình nó nhìn sang trọng hơn hẳn. Và vừa rồi em cũng bật cái động cơ xe lên ha cho quý vị xem á. Thì chủ yếu khi mà đề máy lên như vậy thì để cho quý vị nghe cái tiếng máy ha. Để cho quý vị tò mò một tí ha, cái động cơ này là một cái động cơ cực kỳ tốt của dòng Volvo. Còn bên này là phần thân xe. Phần thân xe mình sẽ có cái dòng chữ Max này ha, đại diện biểu trưng cho cái dòng xe này ha. Max 400, tức nghĩa là cái xe này nó cái động cơ của nó cung ứng cho chúng ta một cái công suất là 400 mã lực ha quý vị ha. Ở cái phần tay nắm cửa là quý vị thấy là có dòng chữ Sinochek. Đó, Sinochek ha. Đó. Tay nắm mở ra rất là nhẹ nhàng ha. Quý vị ha, mở ra rất là nhẹ nhàng. Bên hông này chúng ta sẽ có một cái đường họa tiết màu đen đi dọc với cabin ha, để làm cho xe thêm phần cứng cáp ha. Xe thì sẽ có rất là nhiều màu, màu trắng, màu xám ghi và màu đỏ ha. Hoặc là các một số màu khác sẽ được nhập vào Việt Nam trong thời gian sắp tới. Thì bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy là cái cabin này nó đi chung với một cái cụm gương này. Cụm gương này hai tầng ha. Cụm gương hộp thì nó sẽ khiến cho cái xe của chúng ta nó thêm cái phần rất là đẹp và cũng như là rất là thực tiễn ở trong khi mà quý vị chạy xe ha. Cái cụm gương đó rất là tuyệt vời ha. Bây giờ mình sẽ đi đến phần bánh xe và phần khung gầm xe. Thì hiện tại xe này đang sử dụng xe 5 chân ha, xe 5 chân 10x4 thì hiện tại đang sử dụng là 12 cái bánh xe 12R22.5. Xe nó sẽ có hai phiên bản.
một phiên bản là mâm như vậy ha, mâm thường thôi, còn một phiên bản là mâm nhôm nha quý vị. Hiện tại xe nó sử dụng là 2, 4, 6, 8, 10 tắc kê, xe sử dụng 10 tắc kê, bánh là bánh rắn dọc ha. Và cái phần treo trước của xe đây, phần treo trước của xe thì quý vị có thể thấy là đây ha. Bên cạnh các cái thanh giữ cân bằng thì mình sẽ có hệ thống nhíp ha, hệ thống nhíp lá đây, và cái phần phục trợ lực đó quý vị nha. Đó rồi, và cái cabin này nó được nâng đỡ, cabin này nó được nâng đỡ bằng bằng các cái bầu hơi ha, quý vị thấy bằng các cái bầu hơi như vậy thì nó sẽ cabin mình nó sẽ đi di chuyển nó êm ái hơn, bầu hơi đằng trước và đằng sau luôn của xe đó. Còn phần này là phần khung gầm của xe, đây cái dĩ trước đây thì quý vị thấy dĩ trước đây ha. Dĩ trước đây, nhíp lá này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lá nhíp ha, 11 lá nhíp cho cái treo trước này. Phần sassi của đây ha quý vị, phần sassi đó, mình có thể xem phần sassi. Phần sassi thì đương nhiên là xe hộp vô thì quý vị biết rồi, sassi người ta làm sassi nhập khẩu thì quý vị nè, đấy cái bề dày của sassi rất là dày, và sassi này là sassi hai lớp nha quý vị, cái lớp bên trong và cái lớp bên ngoài rất là dày. Và người ta nói là cái sassi này là sassi, nếu mà ai rành về thép thì biết là sassi này là sassi bằng thép thép ca nha quý vị. Thép ca thì cái ưu điểm của nó là nó sẽ rất là cứng, rất là chắc và nó chịu được tải rất là cao ha quý vị. Đó, đối với lại các phần sau này chúng ta sẽ thấy là phần hai phần cầu sau thì cái xe này như ở đây quý vị thấy là nhíp lá thì khác so với một số cái dòng xe hộp vô trong nước, thì bây giờ nhíp lá của xe thì nó làm như vậy. Tổng cộng là 12 lá nhíp sau nha quý vị, 12 lá nhíp sau. Đó, cho phần hai phần cầu thật ha. Phần cầu này thì quý vị có thể xem ở đây. Phần cầu đây. Đó, phần cầu sau của xe. Thì phần cầu này nó có là phần cầu này là phần cầu rất là đặc sắc của xe ha. Cầu này là cầu lắp ha, cầu lắp man. Thì cầu lắp man này nó có tỷ số truyền là 3.36 ha, cầu lắp nhanh nha quý vị nha. Và kèm theo đó là hai bên cái bồn hơi của xe nè, đó. Đây, em quay cho khách hàng thấy cái phần lắp này, phần lắp nó nối nhau này. Đó. 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 Phần lắp nó nối nhau, quay đây này. Đó. Đó, phần cầu lắp men rất cứng cáp, rất khỏe ha. Nếu mà so sánh với các dòng xe năm chân khác thì xe này nó quá tuyệt vời ha. Lắp rất là lớn to, nối với nhau thành các cái khúc ngắn nhỏ ha, chịu lực rất là cao, độ tải rất là cao ha quý vị. Đó ha, để quý vị thấy cứ mỗi một khúc nhỏ như vậy ha, lắp đó nó dẫn động rất là, vì vậy xe này rất là lực ha. Lý do tại sao mà xe bây giờ xài cầu lắp nhanh 3.36 không phải là vấn đề xe sẽ không thêm về tải nặng, nhưng mà hiện tại bây giờ nhu cầu chung của chúng ta là tiết kiệm dầu ha, tiết kiệm dầu, và cũng như là sẽ có một cái độ chạy êm ái hơn trên đường trường, thì cái xe này đáp ứng được tốt ha, nó sẽ tiết kiệm dầu hơn so với các phiên bản khác đó. Đấy quý vị thấy ha. Đó, đằng sau đây là sassi và cái phần đèn xe sau đây đó, còn sassi này quý vị, sassi hai lớp chiếu cho quý vị xem đó, sassi hai lớp nha. Đó, từ đầu đến cuối xe, vì vậy nó đảm bảo được cái tính bền chắc của xe, cũng như là xe khi mà gắn một cái thùng dài 9m7 lên thì quý vị biết là chắc chắn là cái thùng dài đó khi mà quý vị chất hàng lên cái xe có sassi cứng dày như vậy ha. Một số xe năm chân ví dụ như xe dắt thì cái sassi nó chỉ ra đến đây, sassi hai lớp nó chỉ ra đến đây thôi, nó có một cái phần bên ngoài bên này thì nó không được nâng đỡ bởi cái lớp bên trong thì nó sẽ không được bền chắc và nó sẽ không có được ổn định như chiếc xe này ha quý vị ha. Và cái phần đối với cái xe này thì mình đang xài cái bình là bình 24V ha. Ở trong này là mình bắt bình ắc quy. Bình ắc quy là được đặt ở trong này ha. Rất là gọn gàng, tươm tất, xin nữa chắc. Đó. Và cái bình này thì cũng rất là dễ dàng để bấm khóa lại nha quý vị. Có phần bật tắt mở mát ở bên này. Đó. Kèm theo bình hơi thì được bố trí hai bên bình hơi ở dưới này và phần hai cái bình hơi ở phần trên. Đó quý vị thấy. Đó, hai cái bầu hơi ở phần phía trên. Bây giờ mình sẽ qua xem cái bình dầu của xe đi.
xe là bình dầu hộp kim nhôm nha quý vị. Bình dầu này là như 600 hay 700 lít ta? 700. 600 lít. 600 lít thì nó cũng giống như xe dắt. Rồi đây là bình chắc chắn là khi mà xài các xe nhập khẩu bây giờ quý vị sẽ phải quen thuộc với lại cái bình dung dịch ure này rồi. Thì bình ure này bây giờ trên một số xe Hino như Hino 700 hoặc là các xe DU các thứ là người ta cũng đã xài cái ure này. Cái này là theo chuẩn quốc tế rồi quý vị ha. Đó, thì khi mà xài cái bình ure mà có cái dung tích là khoảng 50 lít như vậy thì quý vị có thể là chạy cái xe này 100 cây thì nếu mà chạy lên tù tì thì chắc khoảng tốn từ 4 đến 5 lít ure cho quý vị nha. Tốn từ 4 đến 5 lít ure tùy thuộc vào chân ga nữa và tùy thuộc vào cái độ nghỉ của quý vị nữa nha. Đó. Rồi, bây giờ mời em lên trên cabin để mình sẽ giới thiệu cái phần trên cabin cho khách hàng ha. Trước khi lên cabin mình sẽ có cái phần này giống như là một cái bảng thông số khai sinh của xe vậy ha. Quý vị thấy không? Đó, China National Heavy Duty Truck Group Co. LTD. Cái này chính là cái công ty mà vận tải hạng nặng của Trung Quốc nha quý vị nha. Công ty một trong những công ty quốc gia của Trung Quốc ha quý vị nha. Đó, rồi thêm quý vị thấy là đây mình sẽ có cái model này ha. Cái này chính là cái số loại của xe nha quý vị ha. Có cái số khung. Đó, chassis số này, đó 039 nha quý vị, thành tài bé đúng không? 039 thành tài bé. Đó, ai mua cái xe này rất là tuyệt vời. Rồi cái này là cái công suất đầu ra của xe là 400 mã lực. Đó, cái này là cái rao là như cái bì. Rao như là cái này lâu quá không nhớ nhưng mà đại khái là cái này là những cái kích những cái tải trọng và tổng trọng của xe này. Tổng trọng của xe cả phủ bì là 36 tấn nha quý vị nha. Đó, sản xuất vào năm 2022. Và bên chỗ này mình sẽ có cái phần để châm nước ha. Đây quý vị nhìn đây, châm nước rửa kính đúng không? Châm nước rửa kính. Đó, trước khi bước lên xe thì mình sẽ phải bước lên ba bậc xe hơi cao một xíu. Cho nên mình phải bước qua cả ba cái bậc như vậy. Thì tổng thể rất là chắc chắn ha. Và ngoài ra đằng sau này quý vị có thể thấy là xe hộ vồ với lại khi mà nó được nhập vào Việt Nam nó cũng rất là quan tâm đến thị hiếu khách hàng. Bây giờ xe nó có trang bị ở đây một cái thùng đồ này. Một thùng đồ nghe thôi quý vị nha. Đó, mời em lên. Cái cánh cửa xe này nó mở được một góc 90 độ vuông góc ha, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ lên trên đây thì mình đầu tiên là mình sẽ thấy được là cái ghế của cái xe nó ngồi rất là thoải mái ha quý vị. Bây giờ giống như một số cái dòng xe, một số cái dòng xe nhập khẩu trên thị trường thì cái xe này nó ngồi rất thoải mái ha. Đó. Tuy là nó chưa có cái ghế chỉnh điện ha quý vị ha, vẫn phải chỉnh bằng cơ như vậy. Nhưng mà trên cái ghế này nó có một cái điều đặc biệt nha. Đó chính là ví dụ như quý vị, nó có một cái núm bên này. Cái này bên đâu quý vị không thấy được đâu. Và để bữa khác em chỉ cho. Nó có một cái núm bên này để quý vị có thể, một là mình sẽ sưởi cái lưng của mình, hai là mình sẽ làm mát, có gió thổi mát cái lưng của mình xong. Cái sau quý vị rất là mát nha. Quý vị sẽ không bị nóng. Và thêm ghế là mình sẽ được điều chỉnh rất là nhiều cái ha. Đó. Rất là nhiều cái, giống như là một chiếc xe du lịch nào điều chỉnh từ cái ụ bên trong, ụ đỡ lưng nè. Đó, cho đến cái đó, ngồi như thế nào là có điều chỉnh hết nha quý vị ha. Cái ghế này nó xịn lắm quý vị ha. Rồi bây giờ đến cái không gian của xe thì quý vị thấy nè, không gian của xe ha. Thì em là cũng cao khoảng gần, em cũng cao 1m, đó, cao khoảng 1m7 đi. Thì cái xe này quý vị thấy là đứng còn rất là cao. Ví dụ như một cái anh nào mà đứng 1m8 là trên này là rất là thoải mái ha quý vị ha. Mình sẽ có cái cửa sổ nóc trên này. Đó, mình sẽ có một cái cửa sổ trời. Cái cửa sổ này thì phải quay như vậy chúng ta. Để lát nữa sẽ hỏi xem là mở cửa sổ trời này như thế nào ha. Mình sẽ có một cái cửa sổ trời. Xe này giống như xe đầu kéo ha. Giống như đầu kéo nó có một cái cửa sổ trời rất là tiện. Ví dụ quý vị ngủ ở trong xe, em nói ví dụ quý vị ngủ trong xe khóa hai bên cửa lại, mình bật cái cửa sổ trời này thôi ha, để cửa sổ trời này ngủ rất là an toàn. Và thêm cái nữa là xe nó trang bị rất là nhiều hộp đồ, hai bên là hai cái loa nha, hai bên là hai cái loa
học đồ đây. Đó, một học nè, hai học này rất là lớn nha. Lời này là học thứ ba. Học thứ ba. Bên cạnh đó là các cái học đồ nhỏ nhỏ này nữa ha quý vị ha. Đó, rất là tiện nghi. Thì xe cabin lốp cao thì đương nhiên là hai giường ha. Hai giường thì quý vị có cái, thêm một cái giường đây và cái giường này. Cái giường này thì nói thật sự là nằm nó quá tuyệt vời đi. Thưa quý vị nhìn nè. Đó, nằm nó quá tuyệt vời đi. Cái giường rất là rộng rãi ha, rất là rộng rãi. Đây. Phần phía sau này, phần phía dưới này như là mình có cái học đồ đâu ở dưới này nữa. Đây, đó. Mình sẽ có cái học đồ, ba cái học đồ để cho quý vị được đồ ha. Mình sẽ có ba cái chỗ để cho quý vị được đồ. Đó rồi hai bên cái phần này nữa thì tụi em chưa có bóc tem ra nha quý vị nha. Chưa có bóc tem ra để cho quý vị nè, đựng được các cái đồ vật dụng cá nhân, đôi khi là các cái bàn chải đánh răng hoặc là các cái đồ cạo râu ha. Bao cao su cái thứ gì đó đựng đây nè. Đó, bao cao su cái thứ đựng đây, hai bên đều có bố trí hết nè. Đó. Và hai bên nó đều có học đồ giống như Trang Long hết. Rồi bây giờ ngồi xuống thì cái ghế phụ của Huyền có hình như ghế phụ không có hơi hả? Dạ ghế phụ không có hơi ạ. Ghế phụ không có hơi đúng không? À không, ghế phụ có hơi chứ. Có hơi đó, ghế này là ghế có hơi đó em. À. Rồi bây giờ mình sẽ đóng lại. Đóng cửa lại xem là cái độ cách âm của xe. Em đóng lại kia đi. Có bị tối không Huyền? Dạ không anh. À rồi. Bây giờ nha, cái xe của mình thì mình ở đây nè quý vị, hai cái gương này là hai cái gương có điều chỉnh điện luôn nha quý vị, và đặc biệt là có sấy, có điều chỉnh, có sấy luôn ở đây nha quý vị. Đó, quý vị có thể là điều chỉnh, có thể sấy gương ở đây đó, có thể điều chỉnh gương qua lại lên xuống sấy ha. Hai bên là tượng trưng, hai cái nút này là tượng trưng cho hai bên kính đó quý vị, khóa cửa đóng cửa nè, kéo cửa lên xuống sấy kính nha. Sấy kính, đặc biệt là có sấy kính. Vì vậy quý vị đi các cung đường mà mưa thì rất là tuyệt vời ha. Đó quý vị. Đó, rồi thêm nữa là ở trên này là cái đồ che, cái đồ gạt mưa. Không, cái đồ mà để che nắng. Đó, hai bên đều có nha. Hai bên đều có, kéo lên, kéo xuống. Đó, nó có tay nắm đây em. Đó, thấy quý vị không? Hai bên đều có hết. Rất là tiện ha, kéo cái này lên là cái đó xong, rất là tiện. Thế bây giờ mình đến cái phần mà tiện nghi cho bác tài, thì đây mình sẽ có cái phần tay nắm như vậy ha, tay nắm như vậy để một là lên xuống xe, còn hai nữa là đôi khi buồn chả biết làm gì thì cơ thể nắm. Ở đây mình sẽ có cái gạt tàn thuốc nè, sẵn ở đây cho quý vị ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến cái đầu tiên mà bác tài phải thao tác, đó chính là cái vô lăng 4 chấu à, có cái dòng chữ CNHTC đằng trước kết hợp với còi ở trên này đó ha. Ở trên này mình sẽ có hệ thống rui control ha quý vị, hệ thống rui control ghi nhớ tốc độ ở trên này ha. Rồi ghi nhớ tốc độ ha. Đó, rồi các cái hệ thống ví dụ tăng giảm âm lượng nè, rồi có thể mình kết nối cái điện thoại của mình với cái máy tính mình sẽ có thể kết nối điện thoại của mình với cái màn hình này, rồi để mình bấm, ví dụ như có cuộc gọi đến mình bấm cái là mình có thể nghe mình nói chuyện tận tay ha. Rồi bên cạnh đó là mình sẽ có một cái màn hình rất là tuyệt vời đến từ hộ vô đây, để anh quay một cái màn hình rất là tuyệt vời đó quý vị thấy đó, một cái màn hình rất là hiện đại ha quý vị ha. Đó thì hiện tại bây giờ trên cái màn hình này nó sẽ thể hiện là số km nè. Đó, đèn thì đang bật nè. Đấy. Đèn thì mình cũng sẽ có cái núm mà bật tắt đèn ở đây. Đó quý vị ha. Mình sẽ có cái km để mình khi mà chạy xe nè quý vị ha. Có cái vòng tua máy thì nằm bên này. Nó rất là đẹp ha, cực kỳ đẹp. Rất là hiện đại ha. Cái này là các cái thông số mà đơn giản của xe ha. Dầu nè, mình có tiêu thụ dầu nè. Rồi tiêu thụ cái luôn cả cái đèn báo cái dung dịch xử lý khí thải đây nè, 88% dung dịch xử lý khí thải ha. Nhiệt độ nước nè quý vị, đó cái này dầu nè, dầu nó đang hiện chữ E rồi mấy anh chạy tài thiệt. Rồi bây giờ cái này là số chip trên một chip
là 635, 637 đó, ha. Cái chip này là cái một cái quãng đường đi ha. Odo là 4637 là chạy từ bên Trung Quốc chạy sang nha quý vị ha. Thì ở đây mình sẽ có những cái điều chỉnh hết là và thêm cái giờ là 9:58 đúng giờ ngày hôm nay luôn quý vị nha. Đó. Rồi bắt đầu tiếp. Rồi bên cạnh đó thì quý vị biết là đối với các xe 5 chân như vậy, quý vị ha. Đó, đây mình có thể điều chỉnh, mình có thể điều chỉnh cái góc để làm sao mà để lái thuận tiện nhất cho bác tài. Đó. Rồi bên này mình sẽ có cái phần mà phanh tay này quý vị ha. Rồi máy lạnh thì nằm ở đây này. Đó, nhiệt độ gió này. Gió. Và chế độ AC ha. Cái phần khóa V-Sai là một cái rất là quan trọng, khóa V-Sai trung tâm, khóa V-Sai cầu sau. Cái này là phần nâng hạ bánh của xe 5 chân quý vị nha. Nâng hạ bánh của xe 5 chân. Đó, bây giờ mình và trên này quý vị có thể thấy là rất là nhiều cái chỗ để đồ ha. Việt Nam mình thì nói chung xe đẹp, xe phải khỏe, phải mạnh. Nhưng mà bên cạnh nó còn phải có tính thẩm mỹ nữa thì cái chiếc xe này hoàn toàn đáp ứng được nha quý vị nha. Rất là đẹp ha. Bây giờ trên cái xe này khi mà mình để có một cái đặc biệt nữa là khi mà mình để số rùa á thì trên xe này là nó có hiện lên ở chỗ này. Phần này nó có một hiện lên một con rùa đây. Các bạn thấy không? Đó, khi mình để số rùa thì nó có hiện lên như vậy ha. Đó, dòng chữ Sinochek rất là đẹp trên cái màn hình này. Bên cạnh đó là mình sẽ có một cái màn Android rất là nhạy ha. Em nó nhạy cảm lắm. Chỉ cần đụng cái là em nó lướt nè, các vị thấy xe có kết nối Bluetooth ha. Sẽ có đối với cái xe này nó được tích hợp cam 360. Nó được tích hợp cam 360 nhưng mà hiện tại bây giờ cái phiên bản này nó đã được tinh gọn bớt ha. Gạt toàn thuốc các thứ ha. Bây giờ đến cái phần mà lái xe và cảm lái xe ha quý vị. Thì hiện tại xe này nó xài 12 số ha. 2 số lùi và 12 số tiến ha. Thì quý vị biết là cái dòng xe này đối với lại cái dòng mà nó xài 12 số này thì các bác tài mà chạy xe Trang Long mà sang xe này nó sẽ hơi không được quen lắm, tại vì xe Trang Long nó sẽ chạy chỉ có 8 số thôi. Còn cái xe dắt nó chạy 10 số. Xe hộ vô thì lại chạy 12 số ha. Nó cứ lên cấp số như vậy ha. Với lại bên cạnh đó là quý vị ha. Khi mà chạy xe là mình cũng có thêm cái đồ gác như vậy ha, rất thoải mái ha. Rồi cái phần mát lắm quý vị ha. Mình có một cái núm điều chỉnh quạt đằng sau của cái này rất là mát ha. Bây giờ mình sẽ đề máy lên ha. Mình sẽ đề máy lên để mình cái phần này ở dưới cái cánh cửa này mình cũng sẽ có một số cái nút bấm ha. Các cái nút bấm này thì chắc là các bác là phải từ từ ha, tại vì xe mới về nên em sẽ nghiên cứu rồi em sẽ bổ sung vào các clip sau ha. Bây giờ mình sẽ coi thử FM có gì ạ. Chất loa nghe cũng khá ấm đối với chiếc xe này, nhưng mà là ok, cũng khá ok. Bên cạnh đó là mình có thể gắn USB hoặc là đút thẻ nhớ vô đây để coi phim với nhạc nha quý vị. Nhất là các bác tài mà đi xe đôi khi hay cô đơn, có thể mình đút cái này vô. Có thể mình đút cái này vô để mình coi phim á, nghe nhạc cái thứ của mình ha. Một mình thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt đi ha, mình tắt cái này đi để mình đề máy. Quá lực. Cố
quá lực ha. Mát không? Mát anh. Mát hả? À, xe này được cái, nói chung là cái xe Trung Quốc nó được cái nó làm mát nhanh lắm nha. Được cái làm mát rất là nhanh. Đó. Như vậy ha, làm mát nhanh lắm. Tiếng tiếng xe tiếng máy, cái máy rất là lớn, máy hơn 10 chấm nằm ở dưới cái xe này. Đó. Nhưng mà cách âm xe vẫn rất là tốt, tạo cái cảm giác thoải mái cho bác tài khi mà chạy xe. Đó, rồi bây giờ mình sẽ thử cái chân côn, có cái chân côn, chân ga. Rồi chân thắng rất là nhẹ nhàng các vị. Rất là nhẹ nhàng. Có điều là không biết sao cái xe này nó không xịt lên được nữa ta. Hay là do mà do nó cái đường ray nó chưa xịt hết lên được kìa. À đây đây đây. Đó. Rồi rồi ok. Nhún thoải mái nhỉ. Đấy, rồi bây giờ nó vừa rồi đó. Giờ mình sẽ thử cái xem sao. Số nhẹ vậy. Bây giờ mình sẽ thử luôn nha. Số nhẹ lắm quý vị. Đang là số đỏ hơi nhanh. Đó, quý vị có thể thấy là khi mà vô số rất là nhẹ nhàng ha, thao tác trên chiếc xe này sẽ tuyệt vời, chắc chắn rất là tuyệt vời. À quý vị ha. Bây giờ mình sẽ bật sáng hết cái đèn đi, mình xuống cái xe để mình coi cái máy, coi cái số của nó ha. 12 số rất là tuyệt vời. Cái phần trước của xe là có con xe của mình đen này, đen này. Các phần này như quý vị biết là cái xe mình chạy nó rất là êm ái thôi quý vị. Đây là cái đèn này. Đó quý vị ơi. Có dòng chữ siêu đôi chất ở trong này. Rất đẹp, thiết kế rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ thử lên cabin. Cố gắng cái. Nó sẽ có hai cần đó, mình sẽ gạt lên ha. Gạt lên rồi mình sẽ có bấm phím này là cabin nó sẽ tự lên được. Mình sẽ thấy cái máy là phần máy. Phần này phần máy xe. Mình sẽ có cái phần máy của xe là máy Sinochip và Comovel của mình nha. Quý vị nghe tôi máy mà máy 10 chấm ha. Máy 10 chấm vẫn xếp cái xi lanh thẳng hàng ha. Có turbo tăng áp, có phun dầu điện tử. Máy là máy man Đức nha quý vị, máy man Đức nha. Xe này nó được cái là nó có cầu man, máy man, lap man. Vì vậy là xe nó rất là bền chắc. Quý vị biết là xe Đức rồi đó.
Phần dưới này mình sẽ có cái phần hộp số của xe ha. Hộp số của xe. Hộp số 12 cấp số ha, hộp số rất là lớn ha. Các quý vị thấy là hộp số này bằng gang. Bằng gang. Và đối với lại các cái máy men và các cái máy men Đức thì nó được đồng bộ với lại cái hộp số này. Quý vị biết là hộp số hộp vô thì các cái dòng xe này nó có độ bền cũng như có độ chở quá nặng rất là, chở quá tải rất là tốt ha quý vị. Đó. Quý vị thấy. Nè. Sau khi em review với chiếc xe này rồi, đó quý vị xem rồi đó, thì quý vị thấy là chiếc xe mà đối với xe dòng 4-5 chân mà hộ mắc như vậy á quý vị ha, cái hộ mắc như vậy, thứ nhất nó xe có một số ưu điểm là nó là cái dòng xe mới tại thị trường Việt Nam nhưng không quá mới, phụ tùng và nguyên phụ tùng rất là nhiều, như ai mà xài hộp hồ thì biết rồi, phụ tùng hộp hồ rất là nhiều đa dạng ha, rất là rẻ nữa. Và ở đây mình sẽ có cái dòng hộp hồ mắc rất là đẹp, hoành tráng, to, đẹp, đồ sộ, hoành tráng, rất là nhiều cái thiết kế màu cứng cáp. Phần khung gầm thì rất là chắc chắn, khung gầm của xe hộp vô là xe các cái xe này chuyên dụng để tải nặng đó, cho nên là khung gầm không có lý do gì để quý vị chê nữa đó. Rồi xe thì cũng sử dụng là máy men, cầu men, lắp men đó, vì máy thì 400 mã lực, máy 400 mã lực, máy 10 chấm thì đâu đó mà cái khả năng tiêu thụ dầu nó sẽ vào khoảng 33 đến 35 lít trên 100 cây. Cầu thì cầu lắp nhanh nha quý vị nha, cầu 3.36 nha. Thì hiện tại các cái xe ví dụ xe nhắc hoặc là xe Trang Long nó đang sử dụng cầu là 4 chấm ha, cũng là cầu nhanh nhưng mà cầu nó chỉ là 4.11 hoặc là 4.4 đó. Đó là cái dòng trước thì mình sẽ có một cái phiên bản để mình tuyệt vời hơn với cầu lắp ha, cầu lắp men thì là các cái cầu này có cái độ bền rất là cao ha. Đồng thời nữa cái dòng xe hộ bộ này là cái dòng xe mà khi nhà sản xuất cũng như một số các cái tư liệu mà được tụi em được cung cấp á, thì đang nói là cái xe này là từ 20 đến 30 ngàn cây thì nó mới sẽ phải cần phải thay nhớt một lần đó quý vị nha. Đó, và có một số các anh chị thì nói là có khi là đến 50 ngàn cây phải thay nhớt một lần, thì cái điều này em sẽ kiểm chứng sau, tại vì nó cũng còn mới mẻ với em quá, em chưa có thật sự là hiểu rõ cái vấn đề đó ha quý vị ha. Thì em sẽ đưa cho quý vị cái thông tin về vấn đề đó nó sau này, xong cái clip xong thì giới thiệu cho quý vị cái dòng xe này xong thì chắc chắn là em sẽ đối với phiên bản này đang hiện tại đang là sexy chưa gắn thùng lên, thì cái phiên bản thùng đang được gấp rút hoàn thành tại ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai với cái chiều dài thùng là dự kiến nó sẽ là 9.7 lọt lòng, 9.8 phủ bì và có cái chất lượng thùng đóng rất là tuyệt vời. Thì đây cũng sẽ là cái dòng xe cho quý vị mua để chạy luôn chứ không cần phải làm lại thùng nữa, em cam kết điều đó ha. Và giá thành xe thì nó cũng xem so với xe Trang Long 5 chân quý vị ạ, xem so với xe Trang Long 5 chân, cho nên là quý vị bên cạnh cái xe Trang Long thì bây giờ quý vị sẽ có một cái dòng xe nữa để cho quý vị lựa chọn, sẽ tốt hơn rất là nhiều so với Trang Long ha, từ cabin nè, từ các cái khung cầu rồi máy ha, sẽ rất là tuyệt vời. Xe này sẽ được bảo hành 3 năm tổng hành ha quý vị ha, được bảo hành 3 năm tổng hành 100 đó. Và quý vị có thể liên hệ em theo số máy 0357336326 để biết thêm chi tiết về cái dòng xe này. Em là Sơn, trưởng phòng kinh doanh. Xin chúc quý vị có một ngày